Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Ecomat. Trong video ngày hôm nay thì Điện máy Ecomat sẽ so sánh cho các bác hai mẫu lò nướng đến từ thương hiệu Sanaki với model lần lượt là mẫu bên phải là VH5099N2D, mẫu bên trái là VH509S2D. Và như các bác thấy thì cả hai mẫu này thì đều có dung tích giống nhau là 50 lít. Cả hai em đều trang bị công suất là 2000W cho việc nướng chiên rất là nhanh. Bảng điều khiển thì thiết kế giống nhau, đều có 3 núm cơ để điều chỉnh nhiệt độ, chức năng và thời gian hoạt động. Về vấn cửa thì cả hai em đều được trang bị là cửa kính hai lớp các bác nhé. Đều là cửa kính hai lớp và phía bên trong thì sẽ đều có phụ kiện như nhau, đều bao gồm có khay hứng dầu, khay nướng, vỉ nướng và các phụ kiện để nhấc đồ ra khi nóng. Còn về điểm khác nhau thì các bác thấy luôn là với hai em này thiết kế vỏ bên ngoài đã có sự khác nhau rồi nhá. Với em VH509S2D thì sẽ được trang bị vỏ sẽ là vỏ thép sơn tĩnh điện các bác nhá, màu sẽ là màu đen. Còn với em bên phải là em VH-5099N2D thì thiết kế sẽ là vỏ inox toàn phần. Mặt phía trước thì với em VH-509N2D thì thiết kế là inox ở cửa kính toàn phần các bác nhé. Cả hai bên là phần mặt cửa và phần mặt điều khiển thì đều sẽ là kính cường lực nguyên khối toàn phần. Còn với em VH-509S2D thì sẽ kết hợp kính ghép nha các bác nhé, có nghĩa là kính sẽ kết hợp với cả thép. Vì là em VH-509S2D thiết kế với vỏ inox và kính là mặt kính toàn phần sẽ đem lại cho khách hàng cái trải nghiệm là sang trọng, đẹp hơn và độ chịu nhiệt tốt hơn. Vì thế nên giá thành của em ấy cũng sẽ chênh hơn so với em VH509S2D một chút. Cả hai em này thì bên em bán cho các bác giá rất là thấp thôi. Với em 509S2D thì giá thì chưa đến 2 triệu đồng. Còn với em 5099N2D thì giá khoảng hơn 2 triệu đồng một chút thôi nhá các bác nhá. Chênh nhau khoảng một chút thôi. Khoảng chưa đến 200 nghìn đâu các bác ạ. Trên đây thì Điện máy Ecomat đã so sánh cho các bác điểm giống và khác nhau giữa hai em lò nướng của thương hiệu Sanaki này rồi. Nếu các bác còn thắc mắc gì thì các bác có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của Điện máy Ecomat, hoặc các bác cũng có thể để lại bình luận ở phía bên dưới video. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể hơn cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.